Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái Figure. Để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Trên trái đất có hai thế giới mà mọi việc đều giải quyết bằng trò chơi. Một là thế giới của bạn, vì cuộc đời bạn là một trò đùa. Hai là No Game No Life, một bộ anime đình đám với lứa tuổi 9X, nơi nhân vật nào cũng cứng đầu. Gặp Kuhaku, cửa lan top 1 server mọi game, do hai anh em điều khiển. Anh trai là Sora, sẽ là phiên bản hoạt hình. Chơi game giỏi, nhưng mê đánh bạc, đặc biệt thích lột đồ người khác. Em gái là Nguyễn Ngọc Siro, hoặc Lê Quang Siro, một con mặt lờ. Lúc nào cũng tính toán, nhưng được cái dễ thương. Cộng 1.000 điểm, theo chân hai anh em phá đảo thế giới ảo. Còn có Stephanie Dora, con chó của Siro, Zibril, con chim của Sora, Izuna, mở mồm ra là chửi bậy. Cùng với hàng trăm nhân vật khác, tất cả sẽ có trong Không Chơi Đời Không Nể, No Game No Life. Cảnh báo, bộ phim chứa nhiều cảnh nhạy cảm, nếu chưa đủ 18 tuổi, hãy xem khi không có mặt phụ huynh. Tập 1 đưa ta đến một game FPS, nơi top 1 server là 4 nhân vật, nickname chỉ là khoảng trống. Họ giỏi đến nỗi, phán đoán được cả đối phương dùng hack, nét đòn và giành chiến thắng. Bất ngờ hơn, điều khiển 4 arc top server ấy chỉ là hai anh em, Sora và Siro. Thậm chí, Sora còn thể hiện khả năng chơi game bằng 4 chân. Có gì ngạc nhiên đâu, FPX cũng chơi game bằng 4 chân mà. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, Kuhaku bất ngờ nhận được một mail của một người lạ mặt. Dù solo cờ vua, một trò chơi trí tuệ, sở hữu 0% may mắn. Bởi nếu ghi nhớ đủ 10 mũ 120 nước đi, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Với Zero, cờ vua chẳng khác nào cờ Garo, nhưng đối thủ thì cũng chẳng phải dạng vừa. Thậm chí còn có những nước đi bẫy. Rất may là Sora nhìn ra, anh hỗ trợ Zero thi đấu với người lạ mặt. Sau một hồi nghĩ toát cả một hồi đít, chiến thắng gọi tên Kuhaku. Còn người bí ẩn kia hóa ra là một vị thần ở thế giới khác, cày cú vì trận thua. Hắn dịch con mẹ nó chuyển hai anh em tới thế giới của mình. Hai anh em bỗng chốc rơi từ độ cao 10.000m. Hóa ra vị thần ở thế giới này chỉ là một thằng trẻ con tên là Ted, có 10 minh ước bất cứ ai cũng phải tuân thủ. 1. Ngăn cấm tất cả hành vi gây sát thương, chiến tranh, cướp đoạt. 2. Mọi tranh chấp đều được giải quyết qua game. 3. Game được tiến hành khi cả hai đặt cược ngang nhau. 4. Chỉ cần không trái với điều 3, bạn muốn cược gì cũng được. 5. Bên bị khiêu chiến sẽ quyết định nội dung game. 6. Món cược đã thể trên minh ước phải tuyệt đối tuân thủ. 7. Nếu hai bên xảy ra tranh chấp, người đại diện sẽ đứng ra giải quyết. 8. Nếu phát hiện gian lận, sẽ bị xử thua. 9. Mọi điều trong minh ước là không thể thay đổi. 10. Chơi game là phải vui vẻ. Nếu bạn thắng. Sau khi vị thần biến mất, Sora thách đấu và chiến thắng một lũ thổ phỉ, bắt chúng kể về thế giới này. Chuyện là thuở khai thiên lập địa, một cuộc chiến nảy lửa giữa các vị thần và 16 chủng tộc xảy ra. Chỉ có Ted là đứng ngoài cuộc chiến. Kết quả, cậu trở thành vị thần tối cao, tạo ra thế giới mới, đề cao trí thức và giải quyết mọi việc bằng game như hiện tại. Nắm được thêm đôi chút thông tin, Sora và Siro bỏ đi tới đất nước Ekia của tộc Humanity hay tộc người, nơi đang tổ chức đánh bạc để tìm ra người kế vị. Sora tiếp cận một cô gái giàu có, gạ làm vài ván poker, cược cả tính mạng hai anh em để đổi lấy túi tiền. Sau khi thể trên minh ước, cô em kia dùng mánh khóe đổi bài lên quả full house, nhưng Sora có thủng phá sảnh ăn hết túi tiền. Ở một bàn khác, Tiffany Dora, cháu gái của vua tiền nhiệm, đang ăn hành sấp mặt lở trên một cô nàng tóc tím tên là Kurami. À cũng dùng thuật cháo bài, nhưng Siro lại không thể phát hiện ra bởi có kẻ đứng sau sử dụng ma thuật hỗ trợ Kurami. Sora thấy thế đi qua đánh động step rồi tiến vào nhà trọ thuê phòng. Một đồng ở được bao lâu, một đêm duy nhất, trong bọn tôi có giống dạp xiếc không mà một đêm duy nhất. Sau một hồi mặc cả, Sora thuê được hẳn 4 đêm. Anh cùng em gái kiểm tra lại đồ đạc rồi đặt mục tiêu chinh phục thế giới này. Kết thúc tập 1, sang tập 2, step sau khi thua Kurami tới tìm anh em Sora để ăn vạ vì không chỉ cho cô mánh khóe đối thủ dùng. Siro mượn gió bẻ măng bảo step vô dụng, khiến cô tức giận và đồng ý chơi game với anh. Ai thua sẽ phải nghe theo mọi yêu cầu của người thắng.
trò chơi là búa kéo bao, nhưng Sora sẽ chỉ ra bao. Nếu Sora dùng kéo hay búa để thắng, hoặc cả hai ra giống nhau, kết quả sẽ được tính là hòa. Trong trường hợp đó, Sora sẽ chỉ cho Step mánh khóe của Kurami. Còn Step chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của Sora là được. Anh muốn chỗ ở thôi chứ gì. Trò chơi bắt đầu. Theo luật chỉ ra bao của Sora, phân tích một hồi xác suất thống kê các thứ, Step ra kéo, còn Sora là đấm. Kết quả hòa. Và Step phải đáp ứng một yêu cầu của Sora, vì lúc nãy anh chưa hề nói. Thế là Step phải làm người yêu của Sora, cho anh chỗ ăn chỗ ngủ, cho cả một số thứ mà tôi sợ bay cạnh nên không thể cho lên. Kể từ đó, hai anh em chuyển vào sống trong cung điện, bắt đầu tìm hiểu tri thức của thế giới mới. Họ nhận ra rằng có 16 chủng tộc, Immality là tộc đứng đầu từ dưới lên, vì không thể phát hiện hay sử dụng phép thuật. Trong khi đó, Kurami đã giành được ngôi vua, chuẩn bị cho lễ đăng quang. Tập 2 kết thúc khi Sora và Shiro quyết định cứu lấy Ekia bằng cách trở thành vua của nước này. Sang tập 3, hai anh em tới lễ đăng quang, thách đấu Kurami. Theo điều 5 của minh ước, Kurami sẽ quyết định nội dung game, cô chọn cờ vua, nhưng các quân cờ đều có ý thức. Nhờ đó, Kurami có thể điều khiển binh sĩ trên bàn mà không theo một quy luật nào, khiến mọi tính toán của Shiro đổ sông đổ bể. Nhưng Kuhaku còn có Sora. Trong lúc bế tắc, anh gào lên, nhân danh vua, tất cả binh sĩ được một ngày trịch gái, kích thích tinh thần toàn quân, cho cờ vua bỗng chốc thành một phòng chiến tranh. Mà game này thì Sora bã con mẹ nó đạo, anh chỉ huy quân đội đập tan phòng tuyến quân địch, lấy lại lợi thế về bên ta. Khi cuộc chiến dần ngã ngũ, Kurami sử dụng ma thuật gần mực thì đen, biến quân trắng thành đồng minh bằng cách chạm vào. Thế trận đảo chiều, lần lượt từng tướng sĩ bên trắng bị tẩy não, giúp Kurami chiếu tướng dễ dàng. Tưởng chừng như cuộc chiến đã kết thúc, thì Sora lao xuống bàn cờ, thuyết phục quân hậu bên đen về phe mình, giữ lại thế trận. Tuy nhiên, quân địch quá đông và hung hãn, nên để biết Sora có thắng hay không, hãy chờ tập tiếp theo. Bước sang tập 4, Sora tiếp tục dùng võ mồm với quân sĩ, biến tất cả thành màu đỏ, còn Kurami công khai sử dụng ma thuật dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, xuyên suốt chiều dài lịch sử, các vị vua bức bóc lột quân đội luôn bị ám sát, lần lượt từng quân cờ của Kurami tan thành từng mảnh. Không cần đánh, chiến thắng vẫn gọi tên Kuhaku. Họ cùng nhau lên ngôi hoàng đế, bắt đầu giải quyết các vấn đề nội bộ. Nhờ kinh nghiệm trong việc chơi game, Sora đề xuất rất nhiều phương án phát triển đất nước. Sau đó, cả hai đứng trước toàn dân, nhận quân tốt đại diện cho chủng tộc Humanity, phát động chiến tranh, tuyên bố 15 chủng tộc còn lại là đầu bìu rẻ rách. Cuối ngày hôm đó, Tết đến tìm gặp hai anh em, nói rằng ai thu thập đủ 16 quân cờ sẽ có thể chiến đấu với thần. Kết thúc tập 4, bước sang tập 5, Sora và Shiro do không quen ở trong cung điện nên đã dọn ra khu ổ chuột sinh sống. Step cảm thấy xấu hổ vì nhà vua hiện tại, đến tìm hai anh em, thách đấu Sora. Nếu thắng thì Sora phải trở thành một người đàng hoàng. Trò chơi lần này là Shizak, Step làm nhà cái, cả hai bên bốc bài xem ai điểm cao hơn. Nhưng nếu vượt qua 21 sẽ phải đền bài và thua cuộc bằng tuyệt chiêu cháo bài học của tiến bịp. Step áp đảo Sora trong những ván đầu tiên. Tuy nhiên, ván cuối cùng Sora không cần lật bài cũng biết mình đã thắng. Theo luật, nhà cái phải đền 2,5 tiền cược. Trò chơi kết thúc, Sora không được làm người đàng hoàng, còn Step phải thỏa mãn một yêu cầu của Sora, đấy là làm chó cho Shiro trong vòng một ngày, dẫn hai anh em đi tham quan thành phố. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi mọi người tỏ vẻ hoảng sợ vì thấy tân vương đi cùng một người tai thú. Thì ra có một chủng tộc tên là Warbeast, gồm toàn những người lai thú, sở hữu giác quan siêu việt, sinh sống tại nhiều nơi trên thế giới, thậm chí một con còn lạc sang Việt Nam. Bị hấp dẫn bởi những cô gái tai thú, Sora lên kế hoạch chinh phục mảnh đất này. Step thấy Sora không lo chuyện đất nước, tiếp tục khiêu chiến Kuhaku. Nhưng chơi với Sora thì chả khác nào chơi trò hứng bia, thua và bị lột sạch quần áo. Đúng là anime không phải phim hoạt hình trẻ con. Lúc này, Step mới biết rằng Sora và Shiro đang lo việc nước, nhưng trong thành phố lại chẳng có thư viện hay nhà sách để họ tìm kiếm thông tin, khiến cả đất nước đâm vào ngõ cụt. Nói về sách, Step nhớ ra ông mình từng thua cá một cái thư viện cho một Frugal, quái vật ba đầu hai cánh. Kuhaku lập tức lên đường tới thư viện, hòng đòi lại tri thức nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người. Kết thúc tập 5, sang tập 6, Sora và Shiro đụng mặt một Frugal tại thư viện, tên là Zibril, từng là sát thủ thần, với quyền năng phá hủy cả một dân tộc. Nhưng trong thế giới trò chơi, Zibril ý thức được tri thức là sức mạnh, nên ả cố gắng thu thập tất cả sách trên thế giới. Nắm được điều đó, Sora đem cực dị giới thư, gồm 40.000 quyển, thật ra là cái iPad của anh, đổi lấy thư viện của Zibril. Bị hấp dẫn bởi tri thức của thế giới khác, Zibril thèm rõ rãi, bảo ngoài thư viện ra, cầu nguyện làm tồi tớ cho Sora nếu thua cuộc. Trước khi bắt đầu trò chơi, hai bên tiến hành kiểm tra cơ thể, chạm vào vùng nhạy cảm của nhau. Với kỹ năng hai ngón điêu luyện, Sora đưa Zibril lên đỉnh, vặn nhỏ âm lượng xuống nhé. Bằng cách mát xa cánh của cô, sức mạnh của Frugal đến từ tinh tinh giao lộ, nhằm tinh linh khai lộ, tập trung hết ở cánh, nên đây là bộ phận nhạy cảm nhất trên người Zibril. Còn việc Zibril chà chà dưới nách Sora, gọi đó là điểm nhạy cảm, không khác gì một sự xúc phạm. Sau khi kiểm tra các thứ, xác định Sora và Shiro không phải người ở đây, trò chơi bắt đầu. Game mà Zibril lựa chọn là nối chữ, kiểu làm ăn máy, mày ngu. Tuy nhiên, nói thứ gì có tại đó sẽ biến mất, không có sẽ hiện ra. Sử dụng từ vô nghĩa, từ đã dùng, hoặc sau 30 giây không trả lời, sẽ thua cuộc. Mở bát là phải hoành tráng. Sora chọn từ bom nguyên tử. Nếu là bảng chữ cái tiếng Việt, chắc chắn tôi sẽ chọn từ tử cung.
nhưng vì chơi bằng tiếng Nhật nên Zero nối bằng từ Kurin, một ma thuật bảo hộ giúp tất cả an toàn. Trò chơi sau đó diễn ra vô cùng hấp dẫn mà bạn nên xem phim một mình để trải nghiệm tốt hơn, nhấn mạnh là xem một mình. Khi cuộc chơi dần kết thúc, Sora dùng luật chơi xóa bỏ đi loại ngoài, lớp phủ ngoài, âm thầm toán tính một điều gì đó. Zero vẫn bị cuốn vào cuộc chơi, không quên buông vài câu khinh bỉ nhân loại. Thế vậy, Sora viết tặng ả hai từ ám nhược. Tôi cũng đéo biết nó nghĩa là gì, nhưng Google dịch ra là ngu dốt, không thể quyết định mọi việc. Sau vài lượt chơi khác, Sora và Zero bất chợt rời bàn, nhảy lên hồ khối thạch quyển. Do lõi ngoài và lớp phủ đã biến mất, tinh cầu giờ chỉ còn lõi. Zero đã bị mất tinh linh khai lộ từ đầu nên không thể bay, mà ai chết trước thì coi như thua cuộc. Cả hai chơi vơi giữa thiên hà, tiếp tục trò nối chữ. Sora xóa đi oxy và khí quyển, mà không có khí quyển thì sẽ không thể nói. Theo luật, sau 30 giây không có từ nối sẽ thua cuộc. Lợi thế nghiêng về Kuhaku, nhưng quyền năng của Flugel không chỉ có thế. Zebril dù bị câm, vẫn có thể dùng phép viết chữ vào không khí. À, dùng chính từ ám muội mà Sora tặng lúc nãy để trả lời, khiến hai anh em thua trong chính không gian im lặng mà mình tạo ra. Thế nhưng, như đã biết trước điều đó, Sora lôi từ trong túi một mảnh giấy, ghi sẵn câu trả lời, lực tĩnh điện. Khi lực tĩnh điện biến mất, phân tử chỉ còn lực hạt nhân thu hút nhau, tạo ra một vụ nổ với nhiệt áp lên tới 50 tỷ độ. Ông nào giỏi lý và confirm hộ tôi phát. Zebril là người gần tinh cầu hơn nên chết trước và thua cuộc. Mọi thứ trở lại về bình thường, chiến thắng thuộc về Kuhaku. Họ có được trí thức mà Imanity đánh thức, đồng thời cũng có thêm một con chim biến thái làm tùy tùng. Kết thúc tập 6, liệu những trò chơi hóc búa nào đang chờ đợi hai anh em? Trải qua 6 tập đầu tiên, Sora và Zero đã trở thành vua của tộc người. Cả hai hướng tới mục tiêu chinh phạt tộc Wabis, nơi có những bé gái tay thử đáng yêu. Liệu những thử thách nào đang chờ đợi hai anh em phía trước? Kuhaku sẽ có lần thất bại đầu tiên? Tất cả sẽ có trong 6 tập cuối cùng của bộ anime No Game No Life. Tập 7 mở đầu bằng một cảnh nóng và một cảnh nóng hơn. Khi Step và Zero đi tắm, nhờ thu phục được sát thủ thần Zebril, hai em có thêm những thông tin quan trọng về Wabis. Bộ tộc này trước kia thường xuyên xảy ra nội chiến, cho đến khi Miko, một vu nữ, đứng ra thống nhất các bộ tộc, tạo nên đất nước lớn thứ ba thế giới, đặt tên là Liên Hiệp Đồng Bộ. Dù chỉ xếp thứ 14, nhưng họ sở hữu những trò chơi mà Flugel hay Elf đều không tài nào thắng nổi. Hơn nữa, mọi ký ức của kẻ thù cuộc đều bị xóa, nên không thể lập kế hoạch tái đấu. Trong suốt 10 năm, chỉ có một nước duy nhất thách đấu Wabis và mất đi phần lớn lãnh thổ của mình, đó chính là Ekia. Sora tỏ rõ sự thất vọng, vãi lên, thua một con súc vật tận 8 lần á, khiến Step uất ức bỏ đi. Cô trở về cung điện, ngắm nhìn kỷ vật mà ông để lại, một chiếc chìa khóa nắm giữ bí mật quốc gia, chỉ được giao cho người có thể nâng tầm Humanity lên cường quốc. Đáng tiếc, Ekia chỉ có chìa, chưa lẩm mẽo gì có cửa với mấy nước còn lại. Bỗng nhiên, Zeril xuất hiện, kêu Step đến thư viện, âm thầm nghe lén Sora. Anh lúc này vẫn đang tìm kiếm lý do cho sự ngu dốt của vô tiền nhiệm, vì thua liên tiếp mà vẫn muốn chơi, thì chỉ có cờ bạc. Tuy nhiên, các vùng đất mà ông của Step đặt cược đều không quá quan trọng. Hơn nữa, tại sao lại chỉ thách đấu đến lần thứ 8 rồi dừng lại? Phải chăng ông già ca bích này đã tìm ra điều gì đó? Biết được suy nghĩ trong anh không phải của Nam Cường, Step cảm động, đưa cho anh chiếc chìa khóa của ông, chắc chắn là để mở kho sách đen. Họ tìm thấy một quyển sách đen thật, nơi ghi chú nội dung game của Wabis. Thì ra, vua tiền nhiệm luôn cược rằng không tiết lộ thông tin về bất cứ ai. Ông chọn cách viết ra, nên khi chết thì điều đã thể trên mình ước cũng hết, và người thế hệ sau có thể tìm hiểu nó. Có thêm manh mối, Sora và Zero càng gần hơn trong việc chinh phạt mấy con súc vật. Hết tập 7, sang tập 8, Sora hóa thân thành chương trình thời tiết, có tầm nhìn xa trên 10 km, liên hệ với một con chó già tộc Wabis, hẹn gặp đại sứ của Liên Hiệp Đồng Bộ Izuna. Thật ra anh không hề nhìn thấy con chó già, mà chỉ giả vờ như đang giao hẹn, đánh lừa cả bộ tộc có giác quan siêu việt. Sau khi tới đại sứ quán, Kuhaku gặp Izuna, một bé gái tay thử đáng yêu, khiến cho hai anh em nhảy vào vuốt ve như chưa bao giờ được vuốt. Sau đó, Sora đi thẳng vào vấn đề chính, anh muốn chơi một game, cửa quần lót của Izuna lấy quần lót của Step, hoặc Zeril, hoặc Zero, hay thậm chí là của Sora cũng được. Bất ngờ vì những gì Sora nói, con chó già phát điên. Tưởng đọc được suy nghĩ cơ mà. Hóa ra Wabis chỉ cảm nhận được nhịp tim của người đối diện, phát hiện họ nói thật hay nói dối, chứ không có chuyện đọc được suy nghĩ như người ta đồn đại. Nắm thóp được con chó già, Sora bắt đầu giải thích về game mà Liên Hiệp Đồng Bộ thường sử dụng, một trò chơi mà phép thuật của Elf hay Flugel cũng phải chịu thua, ăn gian mà không bị phát hiện. Đó chính là game điện tử. Tất cả những điều đó đã được vua tiền nhiệm ghi chú lại. Tiếp theo, Sora thách đấu Liên Hiệp Đồng Bộ một game quốc chiến. Anh đem cược quân cờ chủng tộc, lấy toàn bộ tài nguyên và lãnh thổ của Wabis. Nếu thất bại, Ekia sẽ trở thành nô lệ, Humanity sẽ bị xóa khỏi bảng xếp hạng, rồi trở về chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn. Dĩ nhiên, quyết định của Sora vấp phải làn sóng phản đối của dân chúng. Họ cho rằng hai anh em là người của Liên Hiệp Đồng Bộ, đang muốn thâu tóm Ekia. Một trong số đó có cả Kurami. Hết tập 8, sang tập 9, Zero tỉnh dậy trên giường, nhưng không thấy Sora đâu cả. Ngạc nhiên hơn, khi Step và Zeril cũng không hề biết đến sự tồn tại của Sora, xung quanh cũng chỉ có hai màu trắng đen như vlog của 1977. Thấy chủ nhân của mình bị ám ảnh, Zeril xin phép chơi cờ,
và Siro nhận thua để xóa đi ký ức giả tạo trong đầu của nhóc. Sau khi đi được vài bước, Siro đang định tự hủy thì bàn tay của Sora từ đầu ngăn lại, nhắc nhở cô rằng Kuhaku không bao giờ thua. Thế là Siro đổi ý, đi nước cờ chiếu tướng, hô to: "Sân Nippon, sân đầu cũng đẹp." Toàn thể Ekia lại ngập tràn màu sắc. Cô nhóc tiếp tục tìm kiếm manh mối về anh trai bằng cách rời bưởi Step. Theo ký ức của Step, Siro là người yêu cầu Step phải yêu cô, nhưng Step không có phản ứng gì, chứng tỏ kẻ ra lệnh là một người khác. Bằng suy luận không phải của một đứa trẻ 11 tuổi, Siro cho rằng Sora đang chơi một game cướp đoạt sự tồn tại của người khác. Có vẻ như cuộc chơi vẫn chưa ngã ngũ, bởi nếu Sora thua, anh đã biến mất hoàn toàn, còn nếu thắng thì phải hiện ra ngay mới phải. Thế là Siro ra lệnh Zeril kiểm tra dấu hiệu phép thuật trong phòng. Quả nhiên là có dấu hiệu phép thuật, trên sàn còn có những mảnh cửu vây bên trên có chữ của tộc Elf. Thì ra, Sora đang chơi một game xóa ký ức với Kurami, hòng chứng minh mình không có thế lực đứng sau sai khiến. Anh ra luật, nếu một người không thể tiếp tục, đồng minh của họ có thể thay thế. Như vậy, dù tạm thất bại và tan biến, nhưng trò chơi vẫn chưa dừng lại, nhưng vẫn còn ba quân cờ Sora để dành cho Siro. Cô bé lần lượt đi từng nước mà không cần nhìn, chiến thắng ván cờ, mang Sora trở lại. Nhờ có trò chơi, Sora và Kurami thấy ký ức của nhau, dẫn đến sự tin tưởng tuyệt đối. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu quyền thay đổi ký ức của cô nàng Elf. Còn để làm gì thì đợi tập cuối nha. Bước sang tập 10, có thêm Kurami và Phi làm đồng minh, Kuhaku thêm phần tự tin trong cuộc chiến sắp tới. Để chuẩn bị, họ đi tắm. Tập này nói chung là bổ sung vitamin cho mắt của các ông. Ngày hôm sau, cả nhóm lên đường tới đại sứ quán của Gobis. Trước khi tham gia trò chơi, Sora nhắc Step về game đoán giờ chim bay mà cô đã thua từ trước, nên anh có quyền yêu cầu cô làm một việc. Sora nhờ Zeril làm phép cách âm mấy con súc vật, rồi nói gì đó với Step mà sang tập sau chúng ta mới biết là gì. Trò chơi mà liên hiệp đồng bộ chọn là thực tế ảo. Izuna sẽ 1v4 với Sora, Siro, Step và Zeril để chắc chắn là không có gian lận. Sora nhờ Kurami dùng ma thuật của Elf âm thầm quan sát từ xa, tránh việc Gobis ở trò. Sau khi thể chế minh ước, trò chơi bắt đầu. Hết tập 10. Tập 11 bắt đầu khi tất cả đã ở trong thế giới game. Bối cảnh y hệt Tokyo khiến Sora và Siro mất tinh thần nghiêm trọng. Có vẻ như hai anh em bị ám ảnh bởi chính quê hương mình. Một lát sau, khi nhận ra đây chỉ là giả tượng, Sora và Siro trấn tĩnh, sẵn sàng cho cuộc chơi. Tại đây, mỗi người sẽ được trao một khẩu súng tình yêu. Mỗi khi bắn sẽ mất một chút năng lượng. Tiêu diệt NPC bằng súng hoặc đánh bom sẽ phục hồi năng lượng. Bắn vào đồng đội sẽ khiến họ yêu bạn trong vài phút, đồng thời phục hồi năng lượng cho người bị bắn. Mặt khác, nếu bị Izuna bắn trúng, sẽ trở thành nô lệ tình yêu cho bé tay thú này. Thắng sẽ thuộc về Immality nếu họ hạ được Izuna. Ngược lại, Warbeat sẽ chiến thắng khi bắn hạ cả 4 đối thủ. Để hiểu rõ hơn, Siro bắn Sora khiến anh đem lòng yêu em gái mình. Violin loạn luân. Sau đó Zeril bắn Siro, tạo nên một bộ phim NTR hấp dẫn trong vài phút. Ngoài ra, dù là thế giới ảo, nhưng thể lực người chơi không thay đổi. Vì vậy Sora bảo Siro hãy hạn chế vận động xuống mức thấp nhất. Khi chơi được một lát, Sora khám phá ra bắn trúng quần áo sẽ làm nó biến mất. Thế là anh bắt đầu trò biến thái lột đồ như mọi khi và được đông đảo cánh đàn ông hưởng ứng. Còn Siro chạm mặt lần đầu với Izuna bằng khả năng tính toán xuất kỳ nhập thần. Cô bé đỡ đạn bằng đạn, thậm chí đứng im mà không bị viên đạn nào bắn trúng. Izuna cũng không hề kém cạnh khi sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, sử dụng quần áo để đỡ đạn của Siro, lao ra khỏi tòa nhà tránh khỏi vòng nguy hiểm. Thế nhưng Zeril đã mai phục ở đó. Tuy nhiên, do không thể dùng ma thuật, cổ đéo thể bay và ăn trường của Izuna. Trong khoảnh khắc đó, một viên đạn bắn từ rất xa âm thầm tiếp cận Izuna, nhưng cô bé tay thú vẫn né tránh dễ dàng. Có lẽ nào đây là khả năng đoán trước tương lai của Gobis. Kế hoạch thất bại, Sora hồi phục cho Zeril rồi cùng Siro bàn kế hoạch tác chiến mới. Tối đến, Siro viết hàng đống phương trình ra đất mà một đứa trượt toán cao cấp 6 lần như tội nếu hiểu gì. Bỗng dưng Izuna mai phục, buộc Siro liều mình đỡ đạn hộ Sora, gia nhập phe đối địch. Cô bé truy đuổi anh trai trong tòa cao ốc, tuy nhiên chỉ đi bộ chứ không dí cho chết luôn. Nhớ lại lời nhắc hạn chế vận động lúc đầu, Sora đợi Siro trên nóc nhà vì biết thừa Siro sẽ bắn sang hai bên. Sora xông thẳng tới ôm em gái lao xuống dưới, bắn một viên đạn giúp Siro trở về. Nhưng Izuna chỉ chờ có thế mai phục tóm gọn cả hai. Bất ngờ thay, Siro không hề bất tỉnh, dù ăn đạn tình yêu sẽ mất đi nhận thức trong vài phút. Thì ra Sora chỉ bắn vào quần lót Siro. Còn ngay từ đầu, Siro đã không theo phe của Izuna. Pha đạn của bé đỡ hộ cũng chỉ trúng vào trang phục trên người. Izuna bỗng chốc rơi vào thế bánh mì kẹp thịt, bên trên là Zeril, bên dưới là Kuhaku. Cả hai đồng loạt bắn đạn, nhưng Izuna vẫn bò né một cách dễ dàng. Thế nhưng hai viên đạn chạm nhau, nảy lại vào người Izuna. Cảm thấy quá nhiều bất lợi, Izuna quyết định bật ulti, né đạn. Khép lại tập 11, tập 12 bắt đầu. Izuna lúc này đã trở thành Izuna huyết nguyệt, mọi chuyển động đều vượt qua tính toán của Siro. Kuhaku bỗng chốc bị dồn về thế chân tường, không còn cách nào khác, Sora đánh liều phen nữa, lao thẳng về phía Izuna với suy nghĩ cô bé sẽ bắn hai viên sang hai bên nhằm phong tỏa đường né. Thật ra thì Sora tính đúng nhưng mà chưa đủ, vì Izuna bắn tận ba viên, hai viên đầu trúng Siro và Zeril, viên còn lại vỡ mồm Sora. Khép lại cuộc chiến không cân sức, chiến thắng gọi tên Gobis, nhân loại chính thức bị xóa sổ. Đây là nếu như đội Sora chỉ có ba người. Khi Izuna biến về dạng bình thường để ăn mừng chiến thắng, từ đằng sau một viên đạn găm thẳng vào
vào người cô bé. Người bắn chính là Step, đang trên lưng của một con NPC. Chiến thắng đảo chiều chạy về với nhân loại. Sora lúc này mới bắt đầu giải thích, viên đạn này lúc bắn nhau ở trên cao không phải nhắm vào Izuna, mà là Step đang trên lưng một con NPC phía dưới. Do đó, Step mất đi nhận thức và sát khí. Các NPC thì di chuyển không phát ra tiếng động nên Izuna không thể phát hiện ra. Trước khi tham gia trò chơi, Sora đã yêu cầu Step phải nghe theo những gì Zero viết, nhưng tạm thời quên đi. Đó là đợi đến lúc năng lượng trên súng gần hết, cứ nhắm thẳng phía trước mà bắn. Sau đó, bằng việc tính toán quy luật di chuyển của NPC, dụ Izuna tới chỗ setup từ trước và đợi chiến thắng gọi tên. Uầy, vẽ như này thì hơn cả Picasso anh em ạ. Còn chó già dù vô cùng cay cú vẫn phải gọi tên nhà vô địch Immunity, đồng thời giao toàn bộ lãnh thổ cho Sora. Như mọi khi, trải qua một cuộc chiến, tất cả lại đi tắm giải khuây. Sau đó, Kuwaku tìm gặp người đứng đầu liên hiệp đồng bộ, vũ nữ Miko. Sora biết thừa Gobit đã chuyển hết công nghệ và thông tin ra nước ngoài nên có mất lãnh thổ cũng chẳng vấn đề gì. Tuy nhiên, nội dung game lại bị một eo nhìn thấy, vậy nên Gobit sớm muộn cũng phải chịu cảnh xâm lăng. Thế là Sora gạ Miko chơi trò tung su, khéo léo sắp xếp một kết quả hòa, biến Immunity và Gobit thành đồng minh, đặt bước đầu trong công cuộc chinh phục thế giới mới. Liệu đất nước tiếp theo Kuwaku tuyên chiến là gì? Câu trả lời sẽ có trong phần 2, nhưng mà chưa có. Hoặc đọc light novel. Tôi là Lele, xin chào và hẹn gặp lại.